Chào mừng quý vị đến với chương trình Giờ Kết Sổ trên kênh truyền hình FBNC. Tôi là Ngọc Quý và ở phần đầu của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng đến với phần tường thuật diễn biến phiên giao dịch ngày 18 tháng 8 của chị Bùi Thị Thao Ly, là phó phòng phân tích đến từ công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng. Chào mừng chị Ly đến với chương trình Giờ Kết Sổ. Thưa chị, có thể thấy là thị trường ngày hôm nay thì đã diễn biến khá là giằng co và có những cái biến động khá là mạnh. Vậy thì cụ thể trong phiên ngày hôm nay có những cái điểm nổi bật nào không thưa chị? Ngay từ đầu phiên thì chỉ số tăng điểm khá là tốt và khá là bất ngờ khi mà Vietcombank chính là cái cổ phiếu đã dẫn dắt thị trường trong phiên ngày hôm nay. Mặc dù là những cái phiên trước đó thì Vietcombank đã có cái sự điều chỉnh khá sâu, và cùng với Vietcombank thì các cái cổ phiếu khác như là Vincom hay CAI, các cái cổ phiếu ngành thép như Hoa Sen, Hòa Phát cũng đã hỗ trợ khá tốt cho chỉ số. Trong khi đó thì ở chiều ngược lại thì các cái cổ phiếu ngân hàng, đặc biệt là các cái cổ phiếu dầu khí như là GAS hay BVD và Thế Giới Di Động đã kéo chỉ số giảm xuống khá sâu sau đó ở mức là 656 điểm. Tuy nhiên thì sang cái phiên chiều thì Masan bất ngờ tăng trần và đã kéo ngược chỉ số trở lại và giúp cho VN Index lấy lại được sắc xanh. Thì chốt phiên VN Index đóng cửa ở mức 660.65 điểm và tăng nhẹ 0.02%. Trong khi đó thì HNX Index thì kém may mắn hơn chút xíu, mặc dù là cũng đóng cửa ở sát mức tham chiếu nhưng mà chỉ số vẫn giảm nhẹ 0.06%. Tuy nhiên điều đáng lưu ý là hôm nay lại tiếp tục là một cái phiên bán ròng khối ngoại với cái giá trị bán ròng khá là lớn, trên 250 tỷ. Và các cái mã mà bị khối ngoại bán ra nhiều nhất gồm có là đứng đầu với cái danh sách đấy chính là Masan, sau đó là các cái cổ phiếu blue chip như là Hòa Phát hay là Vinamilk, Hòa Bình v.v. Trong những ngày vừa qua thì chúng ta có thể thấy là giới truyền thông, dư luận rất là quan tâm đến một cái thông tin, đó là việc khách hàng của Vietcombank bị mất 500 triệu đồng trong tài khoản. Thì không biết là những cái thông tin này có tác động như thế nào đến cổ phiếu Vietcombank. Tuy nhiên vào sáng ngày hôm nay chúng ta có thể thấy là cổ phiếu của Vietcombank đã tăng khá là tốt. Vậy đâu là động lực để giúp cái cổ phiếu này có được cái sức bật và tốt như vậy trong phiên sáng ngày hôm nay ạ? Trong những phiên gần đây thì thực ra không phải chỉ riêng cổ phiếu của Vietcombank mà tất cả các cổ phiếu ngân hàng đều chịu một cái áp lực điều chỉnh khá là mạnh mẽ. Điều đó nó xuất phát từ nhiều vấn đề và trong đó cũng có cái vấn đề về liên quan đến an ninh mạng của hệ thống ngân hàng. Tuy nhiên tôi nghĩ đó không phải là cái tác nhân cốt lõi đã gây tiêu cực đến các cái cổ phiếu ngân hàng, mà có thể là đến từ cái cuộc đại án của Ngân hàng Xây dựng đang được xét xử và tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng cũng đang có cái dấu hiệu gia tăng trở lại. Tuy nhiên, Vietcombank hôm nay bất ngờ tăng điểm mạnh, mặc dù các cái cổ phiếu ngân hàng khác thì vẫn chưa có các sự chuyển biến tích cực. Thì cũng có thể là xuất phát từ cái thông tin là hơn 1.000 tỷ đang ẩn sâu cái lợi nhuận của Vietcombank công bố trong 6 tháng đầu năm. Và điều này nó xuất phát từ cái vấn đề trích lập dự phòng của Vietcombank. Thì theo như báo cáo thì chúng tôi thấy là cái Vietcombank đã trích lập hơn 2.300 tỷ đối với lại trái phiếu của VMC. Vậy so với cái lượng trái phiếu mà bán được khoảng gần 3.500 tỷ thì cái tỷ lệ trích lập dự phòng này khá là cao, khoảng 67%. Trong khi đó thì theo cái quy định hiện hành chúng ta cũng biết là các trái phiếu mà bán cho VMC thì sẽ được trích lập dự phòng trong vòng 5 năm, như vậy là mỗi năm sẽ trích lập khoảng 20%. Và nếu chỉ tính đơn thuần theo cách tính này thì chúng ta thấy có thể suy ra rằng là Vietcombank đã trích quá 1.000 tỷ, hơn 1.000 tỷ. Và nếu cộng con số này vào cái số lợi nhuận của Vietcombank thì con số lợi nhuận của Vietcombank có thể lên tới mức 5.400 tỷ cho 6 tháng đầu năm, như vậy là khá là cao so với cái mức mà 4.200 tỷ mà Vietcombank được công bố. Tuy nhiên thì nếu vấn đề này theo tôi nó cũng không quá là bất ngờ với thị trường, bởi vì thực ra Vietcombank là một trong những cái ngân hàng mà có cái chất lượng tài sản tốt nhất của hệ thống hiện nay, khi mà tỷ lệ trích lập dự phòng trên cái tổng nợ cho vay luôn ở mức cao nhất toàn thị trường. Và Vietcombank cũng là một trong số ít các cái ngân hàng mà rất tích cực trong cái việc truy hồi nợ xấu. Và chúng ta cũng thấy là trong cái đợt báo cáo vừa rồi thì Vietcombank cũng đã thu được hơn 2.400 tỷ đồng nợ xấu, và nhờ đó mà cái mức lợi nhuận 6 tháng đầu năm cũng đã đẩy lên con số khá là cao, là khoảng 4.200 tỷ. Vậy thì chị đánh giá như thế nào về cái nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng nói chung, và nếu mà ngoài Vietcombank thì còn có những cái mã nào đáng lưu ý trong nhóm ngành này không ạ? Nhìn chung toàn ngành thì chúng ta thấy rằng là ngành ngân hàng thực sự vẫn còn rất là nhiều khó khăn, khi mà
cái tỷ lệ tăng trưởng của tín dụng đang gia tăng đồng thời với lại cái sự gia tăng của nợ xấu, mà trong khi đó thì cái trích lập nợ xấu gần như là đã bào mòn cái lợi nhuận của ngành ngân hàng. Và việc xử lý nợ xấu thì chỉ đơn thuần là thông qua việc bán nợ xấu cho VAMC. Trong khi đó thì cái cách giải quyết nợ xấu của VAMC vẫn chưa đi vào thực chất. Thì nhìn chung ngành ngân hàng vẫn còn rất là khó khăn. Tuy nhiên nổi trội trong các cái nhóm ngân hàng thì tôi thấy là ngoài Vietcombank ra, ở các ngân hàng có quy mô nhỏ hơn thì thấy có ngân hàng quân đội, mã cổ phiếu là MBB, cũng là một ngân hàng mà được đánh giá là cái hiệu quả hoạt động tốt nhất ngành khi các cái hệ số về thu nhập lãi cũng như là suất sinh lời trên tổng tài sản và trên vốn chủ sở hữu luôn đạt ở cái mức cao. Trong khi đó thì tỷ lệ an toàn vốn của MBB cũng luôn ở mức là cao nhất thị trường. Ngoài ra thì chúng ta cũng thấy là ngân hàng quân đội đã có một cái mức tăng trưởng khá là bền vững trong những năm gần đây, và cái khả năng tăng trưởng tín dụng vẫn còn khi mà tỷ lệ của cho vay trên cái tỷ lệ huy động vẫn còn ở mức thấp, thậm chí là thấp nhất trong ngành. Thì con số thống kê được là khoảng 67% trong năm 2015, và cái tỷ lệ này đã tăng lên ở mức là 74% trong 6 tháng đầu năm 2016, thì vẫn còn khá là thấp so với các cái doanh nghiệp, các cái ngân hàng cùng ngành, đặc biệt như là BIDV hay là CTG, thì cái con số này đã lên mức là trên 100%. Dạ. Và trong thời gian gần đây thì cũng có một cái gọi là một cái xu hướng khiến cho nhà đầu tư khá lo lắng, đó là việc bán ròng của khối ngoại. Theo chị thì những cái động thái này có tác động như thế nào đến thị trường chứng khoán ạ? Đúng là nhà đầu tư khá là lo lắng khi mà trong tuần trước thì chúng ta thấy khối ngoại cũng đã bán ròng khá là mạnh, gần 400 tỷ. Và tính từ đầu tuần đến nay thì khối ngoại đã bán ròng khoảng 850 tỷ, một con số không hề nhỏ. Tuy nhiên điều mà khiến tôi cảm thấy khá là lạ so với những cái đợt trước đây, tức là các cái cổ phiếu mà bị khối ngoại bán ròng thì chủ yếu là các cái cổ phiếu blue chip. Tuy nhiên các cái cổ phiếu này không những là không bị điều chỉnh sâu mà còn tiếp tục tăng giá bất chấp cái đà bán ròng của khối ngoại. Có thể điển hình như hôm nay cổ phiếu Masan, mặc dù dẫn đầu trong cái danh sách bán ròng của khối ngoại, nhưng mà cổ phiếu này vẫn tăng trần và trắng bản biên bán. Thì lý do là gì sao? Thì điều này chứng tỏ là cái lực cầu trong nước khá là mạnh. Thì khối ngoại bán ra thì gần như là lực cầu trong nước là gần như là hấp thụ hết được cái lượng hàng mà của khối ngoại xả ra. Cho nên tôi nghĩ nhà đầu tư cũng không nên phải lo lắng quá về vấn đề bán ròng của khối ngoại. Bởi vì theo như thống kê thì chúng tôi thấy là khối ngoại thường xuyên bán ròng trong tháng 8. Và bên cạnh cái chuyện bán ròng thì chúng ta cũng thấy là khối ngoại đã mua ngược trở lại cũng khá là lớn. Như tôi tính toán từ đầu tuần đến nay thì cái giá trị mua vào của khối ngoại cũng lên cái con số là 1.200 tỷ. Thì nhiều khả năng động thái bán ròng của khối ngoại là để chốt lãi và cơ cấu lại danh mục hơn là tháo chạy của thị trường. Thì sau những vài phiên tới, khi mà giao dịch của khối ngoại ổn định trở lại, cái đà bán ròng mà đã được chấm dứt thì tôi nghĩ sẽ là cái động lực để hỗ trợ cho thị trường. Dạ, xin được cảm ơn chị ạ. Thưa quý vị, những ý kiến vừa rồi của chị Bùi Thị Thao Ly là phó phòng phân tích đến từ công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng cũng đã khép lại phần 1 của chương trình Giờ Kết Sổ ngày hôm nay trên kênh truyền hình FBNC. Chúng tôi mời quý vị cùng nghỉ giải lao trong ít phút trước khi quay trở lại với phần 2 của chương trình.